Chiếc xe cứu thương này đang chở theo hơn cả một thảm kịch. Người đang nằm trên xe là chú rể Nguyễn Khắc Long, 27 tuổi, ở làng Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Sân nhà anh đã dựng sẵn rạp đám cưới, bây giờ thì người nhà đang vật vã, khổ đau và phải chuẩn bị một đám tang. Từ sáng 30 tháng 7 năm 2018, cả làng Lương Điền đã ra đứng chật kín từ đường làng ra tới quốc lộ 1A. Nỗi đau đớn không nói nổi thành lời, không một ai dám tin đây là sự thật, từ trẻ thơ đến cụ già. Đúng ra, thời điểm này, chú trẻ đang làm lễ cưới tại nhà cô dâu Lê Thị Yên ở tỉnh Bình Định. Còn gì đau đớn hơn khi mà đoàn xe chở về không mang theo một cô dâu mới mà chở theo về một cuộc đại tang. Ra cảnh chú trẻ thì cha chết, mẹ và nuôi con từ khi mà con nó còn còn dài. Và cho đến nay là chỉ thấy con cuối cùng là cái vợ đó. Thằng con của con cháu đi cái vợ đấy mới là cuối cùng. Chị ảnh đây đi làm tại Bình Dương. Làm tại Bình Dương thì yêu cô đó là cái người Bình Định cũng làm tại Bình Dương. Rồi như là tổ chức đơn sơ đại này. Hai nhà đều lo tư liệu. Nhưng mà sau này là có cái lỗi cho con rồi. Gặp lễ đi mà xảy ra cái tai nạn đấy thì quả đau buồn cho gia đình thôi, họ tục chúng thôi. 13 người chết, 4 người bị thương, hầu hết nạn nhân đều là người thân ruột thịt, họ tộc của gia đình chú rể. Thế có nói là cái vụ tai nạn này, cái vô vụ tai nạn này, có thể nói là rất nặng nề, cái địa bàn của gia đình bà, thì cái đoạn đường hôm nay là đoạn đường cấm, điện chiếu sáng đầy đủ, có hộ lăng mềm. Tuy nhiên thì cũng có thể là do cái giờ khuya tài xế dạ chạy lúc 2 giờ sáng, do vậy là cũng nguyên công tài xế cũng khá chủ quan, có đặc biệt là mì đã đóng bán, mì đã cái tội đó, cái vụ sơ bộ là như vậy, còn nội vụ đang được cơ quan điều tra đang tổ chức điều tra. Và hiện nay chúng tôi như vậy đang tập trung như vậy cho các gia đình như vậy nhận dạng, và sau đó rồi như vậy là cử các cái đoàn thể tổ chức liên quan để hỗ trợ cho như vậy các gia đình tổ chức khâm liệm và tổ chức như vậy là mai táng các cái nạn nhân đến nơi đến chốn. Và nhân dịp này thì như vậy là tỉnh cùng ban an toàn giao thông của tỉnh cũng hỗ trợ cho mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng và những gia đình có bị thương đang điều trị ở Đà Nẵng như vậy là 3 triệu đồng. Đến 13 giờ 15 ngày 30 tháng 7 năm 2018, những nạn nhân tử vong đã được lãnh đạo cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Nam đưa về quê nhà, trừ thi thể tài xế xe khách ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.